Thế mình ra vườn, mình thấy một cây đu đủ đực không có trái, mình chặt hai lá của chúng mang về làm trò chơi. Đây hai cái lá, mình chặt bỏ phần lá đi, lấy phần cuống lá, mình bắt đầu làm. Đầu tiên mình cắt cho hai đầu bằng nhau, cắt càng bằng càng tốt nha các bạn. Sau đó mình dùng một ít túi ni lông và một cọng thun bịt kín một đầu lại. Bịt càng kín thì hơi sẽ không thoát ra ngoài và tiếng kêu sẽ kêu to hơn. Sau đó mình dùng dao mình rạch một đường trên thân ống, cách mỗi đầu là khoảng 1 tấc, không rạch hết nha các bạn. Đó, ok, đã xong một cái kèn. Bây giờ mình thổi nha. Tiếng thổi rất thanh, mình có thể điều chỉnh âm lượng được, nhấn nhá ở các nút tay. Kêu rất to phải không không các bạn? Sau đó mình lại ra vườn tìm tới một bụi chuối. Mình chặt được 3 tàu chuối ha các bạn. Về làm trò chơi của tuổi thơ. Đây, mình đã róc bỏ phần lá đi. Cái lá thì mình cũng làm được một cái kèn. Cái kèn này là kèn từ lá chuối. Nó thổi tiếng nhỏ hơn cái kèn cuốn đu đủ vừa rồi, nhưng mà cũng rất chi là hay và nhanh gọn. Đây mình róc một phần lá ha, xong mình cuốn thành một cái kèn này các bạn. Cái kèn này nhỏ nhưng mà tiếng kêu cũng rất thanh. Đó, sau đó mình cuốn lại. Cuốn từ từ. Kèn càng lớn thì mình cuốn càng nhiều lá chuối vào. Rồi. Cuốn thành một cái kèn, sau đó cắt bỏ phần đầu đi cho bằng phẳng và bóp bẹp cái đầu một chút. Ok, mình thổi nha. Tiếng kêu cũng rất thanh. Đây là những trò ngày xưa hồi nhỏ chúng mình rất chi là hay chơi. Nhấn nhá bằng ngón tay. Rồi về phần cuốn chuối thì mình cắt từng khúc ra, gắn thành một cái súng chuối. Đây mình lấy các que củi này á, mình kết nối chúng lại với nhau. Các đầu que được vốt nhọn để cho dễ chọc thủng qua các cuốn chuối. Rồi ok. Súng gồm bán súng, ống ngắm và băng đạn. Ok. Vậy là đã xong một cái súng chuối nha các bạn. Tuổi thơ con nít đứa nào cũng một cái để cầm đi bắn. Ống ngắm này các bạn. Ok, đã xong. Lùa nhau bằng cái súng chuối. Tiếp theo mình lấy cái cuống chuối, mình róc ngược chúng lên. Cách khoảng 1 tấc, mình róc ngược một miếng lên, xong nhận đứng lên. Cứ róc lần lượt như vậy cho đến hết cái cuống chuối luôn. Rồi khi xong thì cầm lên và lấy tay gạt tất cả cái đó xuống để tạo thành một tiếng kêu. Đây các bạn nghe tiếng kêu nha, tạo ra những tiếng kêu rất chi là vui tai. Ok, video của mình đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì cho mình một like nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.